Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Hôm nay mình sẽ làm video về cái trò game Minecraft. Cái trò game này là nó về dạng game sinh tồn. Đây, ở đây có những cái con thú rất là dễ thương. Đó, có người nữa nè. Đó, anh chàng đã làm gì đằng kia có con ngựa nữa. Các bạn có thể là xây nhà, xây đồ, chặt cây nè, xây nhà rồi làm vũ khí kiếm rồi mình có thể đi săn những con này quánh người ta. Đó. Đây. Đây mình sẽ quánh con cừu này thử. Đây, mình quánh nó. Ui cha, mình quánh nó cái nó chạy rồi. Chạy chạy chạy, nó chạy nhanh quá cả nhà ơi. Quánh nó. Ui nó chạy nữa rồi. Nó chạy đâu rồi? Nó kìa. Ui nó chui vô cái lỗ nhỏ xíu rồi. Làm sao qua đó đây? Đây rồi, quánh nó. Chạy hả, nó gần chết rồi. Cố lên, rồi nó chết rồi. Rồi, mình đã lụm đồ được rồi. Giết con cừu rồi mình được gì ta? Nó chết rồi. Mất tiêu rồi. Đằng kia có cái người gì đó đang cầm mũi tên muốn quánh mình. Đó. Bây giờ mình sẽ lại mình gõ cậu đó. Ui, bắn mình kìa. Nguy hiểm quá cả nhà ơi. Để mình qua mình xử lý cậu đó mới được. Né 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 mũi tên. Ui chà. Bắn hụt mình rồi. Ui chà, bắn trúng mình rồi, nửa giọt máu. Quánh 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 liền chơi khô máu luôn. Dám quánh mình hả? Quánh mình hả? Bắn mình hả? Tiến lên. Quánh liền. Ui cha, mình bị chết rồi. Cậu này có mũi tên bắn ghê quá cả nhà ơi. Không có giỡn với cậu đó được. Ui. Mình hồi sinh lại cho mình ra ngoài đây rồi. Không biết ở đây là ở đâu nữa. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được video mới nhất mỗi ngày nhé. Đây rồi. Ồ, ở đây có cái hồ nước rất là đã luôn. Khung cảnh rất là nên thơ và gọi là xinh đẹp, lãng mạn luôn. Ở đây mà có cô người yêu dẫn ra đây ngắm cảnh là hết lần luôn á. Ở đây có cái gì ở đây thú vị không nhỉ? Đây phải có cái gì đó thú vị chứ. Mấy cây này là cây gì đây? Lấy thử đây. Cái này là cái gì nhỉ? Được hai cái gì đây? Ồ, nó giống như là cái kiếm vậy đó. Nó giúp mình chặt nhanh hơn. Đây là mình này phá đá. Ok. Lấy thêm mấy cây nữa đi. Còn cái cục màu xanh xanh này là cái gì mình cũng không biết nữa. Gõ thử rồi biết. Là cây cỏ hay gì đó. Ten ten. Ở cái vùng này mình làm cái gì ở đây đi ta? Hay có cái gì đó cho mình chơi chứ? Ui, nhảy lên chỗ này cao quá nhảy không tới. Là đi phải đi từ thấp lên cao chứ đi nhảy cái lên cao lại lên không được. Đằng kia là có cái hồ. Xem có gì ở đây nào.
Bên tay trái mình nó là toàn là đá đất không, bên tay phải là có rừng với hồ. Qua bên đây đi. Đây có cái gì đây nè? Cái này là cái gì lạ vậy nhỉ? Phá nó coi. Ôi, mình lội xuống nước luôn rồi cả nhà ơi. Tên tèn. Đây không biết có ai kiếm chuyện với lội với mình không. Ôi 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 ôi. Chết rồi, chìm rồi. Oh my god. Ồ, bên kia có con heo kìa. Qua bển bắt heo bằng thịt. Bắt heo đi, bắt heo. Ui con heo. Đây mình sẽ xử lý con heo này. Dạ, quanh đó, quanh đó, quanh đó, quanh đó. Mới quanh nó một cái mà nó chạy thấy ghê luôn. Mày hả heo? Ôi, nó chạy dữ quá cả nhà ơi, mình bị dướng cây chạy không được với nó luôn á. Phá phá phá. Đúng rồi, quanh nó. Quánh đít nó được một cái nữa rồi. Con heo này quánh nó mấy cái nó mới chết. Heo này lì lắm. Tán tan. Rồi nó chết queo rồi. Lấy thịt ăn. Đây nó được 3 miếng thịt rồi. Em này game sinh tồn nên phải phải ăn 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 mới sống được. Còn không ăn là hồi chết queo luôn á. Phá gỗ. Gỗ là người ta dùng để xây nhà. Đá cũng xây nhà được nữa. Đây các bạn có bạn bè gì đó thì ép kết bạn vô, rồi vô game này chơi với nhau rất là vui luôn. Buổi tối thì có zombie nữa. Còn đây là ban ngày cho nên không thấy con zombie nào ở đây hết. Bạn nào có chơi trò này thì kết bạn với mình nhé. Đây. À, mình phá gỗ để xây cái nhà chơi. Được 9 cục gỗ rồi. Đục cái cục nữa đây. Cao quá đục không tới ha, đục tới mà. Ten ten. Xong rồi. Các bạn có ý kiến gì về cái trò game này thì comment bên dưới nha. Để mình sẽ làm video theo ý kiến của các bạn. Đây. Bên đó có cái gì kìa? Hình như là cái thùng gì đó. Cái này là cái thùng gì đó. Để mình mở thử coi. Ơ cái gì vậy ta? Ôi cái gì mà đẩy mình vậy? Oh my god. Có cái gì đó nó. À cái thằng đó nó bắn mình nữa. Mới nãy mình mới bị nó giết xong. Mình không biết sao mình quánh lại thằng đó đây. Ôi chạy 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 chạy. Chạy chạy. Không được rồi, không ổn rồi. Sao mà ăn cho nó lên máu đây? Ăn đi anh hai. Cho game này hại não mình quá. Ồ, máu tự lên rồi cả nhà ơi. Thằng đó nó có cái tên nó bắn dữ quá mình bắn không lại nó. Này, mở con bò này đi. Ơi con bò chạy đâu rồi bò? Bò chạy nhanh vậy bò. À thấy con bò đây. Quánh bò. Quánh bò, quánh, quánh bò, quánh đò. Quánh đít bò. Bò chạy nhanh quá. Còn đây là cái thùng gì ta? Mình cứ thắc mắc hoài. Thấy nó ngứa mắt quá. Một cái thùng rồi nè. Thêm cái nữa. Thằng đó nó bắn mình nữa kìa. Mình rình rình mình quánh nó mới được.
Nó có thấy mình hiện nó quấn mình hoài. Ok, chơi nó luôn. Mình chơi nó luôn nè. Quấn nó nè. Quấn nó. Nó quấn mình hai lần rồi. Thôi chạy. Hết máu rồi cả nhà ơi. Chạy thôi. Quá nguy hiểm. Không biết nó có được theo mình không nữa. Chắc là không đâu. Coi nào, ở đây có cái gì? À, có con bò này kia. Bò này. Đây chỉ ăn hiếp được con bò thôi. Ăn hiếp được mấy con vật đây thôi chứ. Thằng đó nó không dữ quá, mình quấn không lại nó. Sao mình quấn bò không được? Cho quấn cái gai. Nó cho quấn cái, quấn đít bò một cái rồi bò chạy. Quấn bò đít bò cái bò chạy ghê luôn. Quấn còn cái nữa bò chết chắc rồi. Bò này có sữa luôn á. Nó thấy không? Thấy cái bụng dưới của nó có sữa luôn á. Quấn bò. Quấn luôn bò. Bò bị quấn bò chạy nhanh quá. Đây, quấn cái đó nè. Rồi con bò chết queo rồi. Rồi có thịt bò ăn rồi. Đâu rồi, ở đây có cái gì nữa nào? Đây có cái hồ nước rồi có hoa. Nước này không biết lấy được không đây nữa. Đây là cái gì đây? Ồ, phá nó cái nó ra nước rồi. Ồ, đào đất luôn cũng được nữa hả? Đào nước thì không được. Hoa, lấy hoa về để dành mình có thể trồng một vườn bông rất là xinh đẹp đáng yêu luôn. À, lấy vài cành hoa về nào. Ok, búp bê. Rồi đi chuẩn bị đi kiếm. Có con bò nữa rồi, đi mần thịt bò tiếp đi. Mần thịt bò. Có thịt gà nữa nè. Quất gà. Gà nó chạy nhanh hơn bò cả nhà ơi. Quánh nó. Rồi con bò nó chết rồi. Xong rồi. Lấy hết thịt chưa? Rồi lấy rồi. Đi kiếm con gà. Gà ơi gà à. Gà đây rồi, thấy rồi. Đã thấy chú gà rồi. Cho hung miếng coi chóc nè. Ok, hình như cầm cái cây này quýnh nó lẹ hơn á. Mình thấy đằng kia có cái gì nó rung rinh rút rít gì đây. Ủa, mới thấy có cái gì đó mà ta. À, con bò à. Đi săn con vật mới được. Tiếng đang chạy thôi, nó chạy nhanh rồi. Đừng có chạy nữa mà. Cho tao quất cái coi. Kiếm miếng thịt ăn coi. Quánh bò mà toàn quánh đất không à. Quánh nó. Dạ. Bò đâu rồi? Bò gì đó nó chui tùm lum tà la hết vậy. Quánh đít nó cái nó chạy. Nó chạy nhanh quá, quánh không kịp. Quánh nó chạy nữa rồi. Bò chạy hồi lọt xong luôn á. Bò ơi bò à. Cho hung miếng coi. Rồi xong, bò chết queo rồi. Tén tèn. Để mình xem mình được mấy miếng. Được 6 miếng thịt bò rồi. Được một con gà. Đằng kia có con nữa kìa. Lên được cái này là 7 miếng thịt bò rồi. Dứt luôn con bò này đi. Ê bò. Con bò. Tôi xin miếng thịt cho bò. Tiếng đèn chạy đâu vậy? Đứng yên cây. Thời mới gọi con cái mà chạy dữ vậy.
thương yêu nhau xíu nào. Ngày mốt mình kiếm mình xây cái chuồng nhốt mấy con bò này luôn á. Quánh nó cái đó. Chạy gì mà chạy không biết nữa. Chạy nhanh quá, nhanh bốn chân chạy nhanh khí thế luôn á. Mình chạy theo nó mình cũng mệt luôn á. Chốc 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 rồi xong. Bò nằm xả lai rồi. Ăn thịt bò được 3 miếng nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi phá mấy cục đá này để mình xây được một cái biệt thự khổng lồ cho mình ở. Qua ngày mai các bạn sẽ thấy mình có một cái biệt thự rất là đẹp luôn. À. Giờ làm video thì không thể làm lâu quá được. Còn mình chơi, ngồi chơi là mình xây nguyên cái biệt thự luôn á. Ok. Đây là gỗ. Bạn có thể lấy gỗ nè. Ok, rất là hợp lý luôn. Ở đây có một cái người rất là dữ luôn. Nãy giờ cứ có cái mũi tên bắn mình hoài luôn á. Mình không biết cái thằng đó là cái thằng nào. Kiếm cái gì để mình giết được cái thằng đó mới được. Ok, bây giờ mình gọi là hết rồi, hết biết làm gì rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh của mình để nhận được video mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn đừng quên like và share video cho mọi người nha. Ở đây mình thấy một cái chú này rất là lạ luôn, dễ thương luôn. Mình mừng cái chú này cái nha. Mình phải mừng cái chú này cái đã. Quánh cái nào cho quánh cái coi. Chạy hoài. Chạy đâu vậy? Chạy lũi chạy dữ vậy. Chạy gì mà chạy nhanh thấy ghê luôn á. Trời ơi, nó chạy nhanh thấy ghê luôn á các bạn. Từ từ cái nào. Chạy theo mấy con này mà đừ người luôn á. Ui, con này nó cho mình được cái gì đây? Không biết nữa. Vô hộp đồ thấy. Xương. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.